Tại kỳ họp thứ 17 kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án đường giao thông, cụ thể là các dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đường tỉnh 917, 923, 918 giai đoạn 2 và dự án đường tỉnh 921 đoạn tuyến thẳng, điểm đầu giao với tuyến tránh Thốt Nốt, điểm cuối giao với đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Tổng cộng 4 dự án đường giao thông nói trên phải điều chỉnh tăng vốn gần 1.000 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư ở các dự án đường giao thông nêu trên là do đơn giá bồi thường tăng. Bên cạnh đó, đơn giá nhân công tăng 2%, đơn giá máy thi công tăng khoảng 8%. Giá dược liệu tăng cao hơn thời điểm lập chủ trương đầu tư, nguồn cung dược liệu ngày càng khan hiếm. Chỉ số trượt giá xây dựng bình quân đối với các công trình giao thông tăng, từ đó dẫn đến tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi phí xây dựng và các cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư.